Cuộc bắt tay của chủ mưu lập đường dây đánh bạc với cựu cục trưởng C50. Bị can Nguyễn Văn Dương khai chưa chia lợi nhuận như cam kết với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Để điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, bị can Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC và Phan Xào Nam, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến VTC Online, đã xây dựng hai cổng game điện tử là RigVIP và TipClub. Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, Phan Xào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử RigVIP và TipClub cho Nguyễn Văn Dương. Hai cổng game này đi vào hoạt động từ năm 2014. Dương và công ty CNC đảm nhiệm khâu vận hành, quản lý toàn bộ doanh thu từ việc chơi game qua mạng. Số tiền thu được từ hoạt động này chia theo nguyên tắc Nam 60, Dương 40. Tuổi Trẻ đưa tin, Dương và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao Bộ Công an có thỏa thuận rằng ông Hóa sẽ được chia 20% doanh thu từ game. Tuy nhiên Dương khai chưa chia lợi nhuận cho ông Hóa. Ông Hóa trong ngày 11 tháng 3 đã bị khởi tố, bắt giam với tội danh tổ chức đánh bạc. Ông với vai trò là người đứng đầu Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, bị cáo buộc đã không ngăn chặn, thậm chí còn là đồng phạm của Dương và Nam. RigVIP là trò chơi đánh bài phát hành trên kho ứng dụng Google Play, Android, App Store iOS hay Microsoft Store, Windows Phone từ năm 2015 và website tại địa chỉ rigvip.com. Tuy nhiên, các thông tin về tên miền và nhà phát hành của game này đều được ẩn danh. Giữa năm 2017, RigVIP bị đánh sập và gỡ khỏi các kho ứng dụng. Hàng loạt game giả mạo mọc lên như nấm với các tên tương tự như RigVIP Tip Club, tipclub rigvip.com.vn. Khi truy cập, người chơi sẽ tạo tài khoản và có thể tham gia các hình thức đánh bài như tiến lên miền Bắc, tiến lên miền Nam, phỏm, chắn, tài xỉu, poker, v.v. giống như chơi bài ngoài đời thực. Ban đầu người chơi mới thường được tặng những khoản tiền ảo nhất định nhằm thu hút. Tuy nhiên khi hết tiền ảo, người chơi muốn tiếp tục thì phải nạp thêm bằng cách đổi thẻ cào điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến, tin nhắn SMS hay thông qua chuyển khoản ngân hàng. Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch công ty luật Trương Anh Tú phân tích, đánh bạc online được xem là việc sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử của tổ chức đánh bạc. Hình thức này bị nghiêm cấm bởi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và nhiều văn bản pháp luật khác. Ngoài ra, Điều 3 Thông tư 24/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông đã cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Từ tháng 4 năm 2016, Bộ Thông tin Truyền thông không có chủ trương cấp phép cho các game mô phỏng đánh bài, các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc. Theo luật sư, trên thực tế, khi tham gia vào các trò chơi game mô phỏng đánh bài bạc này, người chơi thường phải nạp tiền thật vào để tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc chơi ảo nhưng mất tiền thật. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử. Như vậy, việc nạp tiền thật để chơi các trò đánh bạc online này cũng là hoạt động bị cấm theo quy định của Thông tư 24, luật sư Tú phân tích. Đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng do Công an Phú Thọ điều tra, hiện đã khởi tố hơn 70 người, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, Phan Xào Nam, Nguyễn Văn Dương, v.v. Nhà chức trách thu trên 1.000 tỷ đồng, tạm giữ kê biên 20 căn hộ và 13 ô tô các loại, phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm. Số ngoại tệ dùng đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng hơn 3,6 triệu USD. Vào sáng ngày 12 tháng 3, theo một nguồn tin của báo Giao thông cho biết, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa đã được di lý về Phú Thọ trong đêm ngày 11 tháng 3 và hiện đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Nguồn tin này cho hay sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Hóa bình thường. Trước đó vào chiều ngày 11 tháng 3, khi phóng viên báo Giao thông liên lạc, ông Hóa cho biết
đang phải nằm điều trị tại bệnh viện do sức khỏe yếu. Ít lâu sau, đến khoảng 18 giờ, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó, công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố án hình sự, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Liên quan tới vụ án trên, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 đối tượng, trong đó bắt giữ hơn 40 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Vào chiều ngày 12 tháng 3, lực lượng chức năng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt đầu giám sát việc tiến hành phá dỡ phần sai phép căn biệt thự thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an. Ông Hóa vừa bị khởi tố bắt giam vào chiều ngày 11 tháng 3 về tội tổ chức đánh bạc. Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, một cán bộ thuộc Tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Văn cho hay, trong ngày 12 tháng 3, dự kiến việc phá dỡ sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Theo đó, phần vi phạm trật tự xây dựng ở căn biệt thự của gia đình ông Hóa bao gồm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5, cao 2,7m, dài 18m sẽ được phá dỡ. Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn cho hay, việc phá dỡ phần sai phép phía trên cũng như các phần phát sinh bên dưới nhằm đưa công trình về hiện trạng ban đầu khi các gia đình nhận được nhà bàn giao. Trong quá trình tháo dỡ, nếu phát hiện thêm phần vi phạm nào sẽ tiếp tục tổ chức tháo dỡ. Ông Dũng cho biết hoạt động phá dỡ sẽ diễn ra khoảng 3 ngày. Theo tìm hiểu của phóng viên báo giao thông, chung cư HH2 Bắc Hà là tòa nhà hỗn hợp nằm tại lô đất có ký hiệu HH2 thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn. Phía sau khu nhà cao tầng là biệt thự liền kề C37, căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa nằm trong khu này. Cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn đã lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng công trình và kết luận công trình này đã mắc nhiều vi phạm về trật tự xây dựng. Đoàn công tác sau khi kiểm tra đã lập biên bản và kết luận BT1, công trình xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng thêm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5, cao 2,7m, dài 18m. Tổ công tác đã yêu cầu chủ công trình phải phá dỡ phần vi phạm, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế và phá dỡ theo quy định. Tuy nhiên cho đến nay, mọi sự án binh bất động. Hé lộ mức án cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa có thể đối diện. Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra làm rõ được việc ông Nguyễn Thanh Hóa phạm tội tổ chức đánh bạc, thì người phạm tội có thể phải đối diện với mức án từ 3 đến 10 năm tù. Liên quan đến hành vi của ông Hóa, trao đổi với phóng viên, luật sư Phạm Công Út, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không riêng ông mà nhiều người cảm thấy rất tiếc khi một cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao được giao quản lý lĩnh vực trí tuệ của loài người lại nhúng chàm. Chưa kể, ông Nguyễn Thanh Hóa lại dính chàm khi liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô cực lớn, nằm trong chính lĩnh vực mà ông quản lý. Tuy nhiên, qua việc khởi tố bắt tạm giam ông này cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước trong việc loại bỏ những con sâu mọt ra khỏi bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy ngành công an là ngành được coi rất quan trọng hiện nay. Dư luận nói chung và cá nhân tôi rất ủng hộ quyết tâm này, luật sư Út nói. Đối với tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999 mà ông Hóa bị khởi tố bắt tạm giam, luật sư Út cho hay, căn cứ vào quy định của luật, đối với người phạm tội theo khoản 2 của điều này sẽ chịu mức hình phạt từ 3 đến 10 năm tùy vào tính chất, hành vi, mức độ vi phạm của người phạm tội. Các hành vi cụ thể trong khoản 2 được quy định trong luật bao gồm người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Luật sư Nguyễn Công Thành, đoàn luật sư Hà Nội giải thích. Vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền đã bị cơ quan công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và khởi tố điều tra từ năm 2017. Thời điểm này, Bộ Luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực thi hành. Hiệu lực thi hành của luật mới là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Vậy nên cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hóa theo điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999 là có đủ căn cứ. Kể cả ở Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội tổ chức đánh bạc, thì mức hình phạt cao nhất cũng là 10 năm tù, luật sư Thành nêu.
Theo luật sư Thành, nếu cơ quan điều tra làm rõ được việc bị can Nguyễn Thanh Hóa phạm tội tổ chức đánh bạc, thì người phạm tội này có thể phải đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù. Điều 249, tội tổ chức đánh bạc. 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và điều 248 của bộ luật này, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. A. Có tính chất chuyên nghiệp. B. Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Vào chiều ngày 11 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ông Hóa bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án hình sự, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Cũng cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Ngay trong tối ngày 11 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Phú Thọ đã tiến hành bắt ông Hóa tại khoa nội cao cấp Bệnh viện 198 của Bộ Công an Hà Nội. Ông Hóa nhập viện chữa trị bệnh liên quan đến thần kinh. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Hóa tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trong hơn 3 tiếng. Liên quan đến đường dây đánh bạc này, được biết cuối năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng Internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đường dây này lại có sự tham gia của cả cán bộ công an cao cấp, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa. Chính vì vậy, từ cuối năm 2017, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Liên quan đến vụ án mà cựu thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an, bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc. Tin tức mới nhất cho biết, trước đó những hãng thông tin manh mối đầu tiên xuất hiện vào năm 2017. Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên tạp chí Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Pê ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì về việc ngày 16 tháng 5 năm 2017, bà Pê bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, xác minh bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy, sinh năm 1997, ở tỉnh Quảng Trị, là người lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà P. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà P, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng ở thành phố Đà Nẵng để đánh bài bạc trực tuyến qua hình thức game bài Rick VIP. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng An ninh Điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Phát triển Đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao. Bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Lưu Thị Hồng, sinh năm 1976, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao. Một người khác được xác định cùng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Xào Nam, sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online, doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập vào năm 2018. Ông Nam là một trong số 37 người bị bắt tạm giam tính đến tháng 10 năm 2017. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can, bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Liên quan tới vụ án trên, ngày 11 tháng 3 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Hóa từng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 Bộ Công an, bắt tướng Công an mở màn cho bão tố bắt quan chức. Vào tháng 3 năm 2018, vụ bắt tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an và thông báo công khai ngay sau đó cho báo chí đã phác thảo một dấu chỉ quan trọng. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng có vẻ phát ra sắc tố công bằng, chống tham nhũng hai bên, hoặc bớt trừu tượng hơn là chống tham nhũng cả phe ta lẫn phe địch. Trong một số vụ bắt bớ trước đây, đối với đại gia Trầm B, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, v.v., vẫn còn khá nhiều dư luận cho rằng đó là những người gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và do đó ông Trọng chỉ chống tham nhũng thời kỳ trước, tức là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, hay chống tham nhũng một bên. Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc cánh hầu của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý, cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột. Nhưng còn có nhiều kẻ khác đáng phải dựa cột. Liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng như người dân mong mỏi hay không? Tin làm sao được, lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu. Đó là lời tán thán của nhiều người dân. Ngay cả khi Nguyễn Phú Trọng bật ra tiết ngôn xuất thần, lò đã nóng lên rồi thì quỷ tươi đưa vào cũng phải cháy vào tháng 8 năm 2017. Từ đó đến nay, không chỉ một số nhà quan sát bình luận trên mạng xã hội, mà cả vài ba tờ báo quốc tế cũng cho rằng chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ mang tính hình thức, không đi vào thực chất và thực ra chỉ là thanh trừng phe phái. Không thể có chuyện Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng không báo cáo cho ông Trọng về luồng dư luận bất lợi ấy đối với ông ta. Do vậy, có thể vụ bắt tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa là một thông điệp chống tham nhũng công bằng mà ông Trọng muốn phát đi để lấy lại niềm tin của nhân dân và cán bộ đảng viên. Trong vụ bắt tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa và đánh bạc công nghệ cao, một số tin tức chính thức cho biết có một nhân vật khác đã bị bắt trước đó, có thể là vào tháng 9 năm 2017, là Nguyễn Văn Dương, còn được gọi là Dương Phó Mã, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, là con rể của ông Phạm Quang Nghị, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Ủy viên Bộ Chính trị. Vào năm 2014, Phạm Quang Nghị đã từng được dư luận đánh giá là Thái tử Đảng, một nhân vật được Nguyễn Phú Trọng chấm và có thể kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư của ông Trọng tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, cho đến giờ này, một bức tường thành bất công vẫn cao sừng sững. Cho tới nay, một số nhân vật phe ta quá nhiều tai tiếng vẫn bình chân như vậy. Nguyễn Thị Kim Tiến, đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế với trách nhiệm hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp về vụ nhập khẩu thuốc ung thư mà khiến xuất hiện hội chứng cái chết thứ hai của nhiều bệnh nhân ung thư. Võ Kim Cừ, cựu Bí thư tỉnh Hà Tĩnh, với trách nhiệm trực tiếp về thảm họa xả thải của nhà máy Formosa đã khiến biển 4 tỉnh miền Trung chết tức tưởi. Trịnh Văn Chiến, đương kim Bí thư tỉnh Thanh Hóa, mà đã bị rất nhiều dư luận về tai tiếng có quan hệ đi đêm và bảo kê cho giới tài phiệt, tài sản cá nhân ngồn ngồn và con rơi con rớt, v.v. Dư luận đang đòi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng, một khi đã tuyên ngôn hùng hồn về công cuộc chống tham nhũng của mình, cần phải chống tham nhũng một cách thực chất và công bằng, theo đúng quan điểm không có vùng cấm đối với giới quan chức, bất kể cả quan chức ở cấp nào. Chỉ 2 tuần lễ sau Tết Nguyên đán năm 2018, lò của Tổng Bí thư Trọng đã bùng cháy trở lại và nguy hiểm hơn xưa, báo hiệu cho một năm thiêu đốt và máu lửa. Từ sau Tết Nguyên đán năm 2018, đã nổi lên 3 sự kiện và vụ việc lớn trong chính trị nội bộ. Đầu tiên là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, được Tổng Bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm thường trực Ban Bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật dưới một người trên vạn người, quyền lực chỉ sau Tổng Bí thư. 3 ngày sau đó là chính thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo xử lý vụ mobile phone mua AVG. Và cũng chính 3 ngày sau là vụ bắt tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa,
chính thức mở màn chiến dịch cải tổ Bộ Công an. Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, tức là Đại gia Vũ Nhôm, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vào những tháng đầu năm 2018, cho thấy đòn chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ vẫn được xem là bất khả xâm phạm này. Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng cải tổ Bộ Công an. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị. Nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án trên càng hiện ra rõ hơn, cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị Trung ương 7, có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Để hội nghị này sẽ chốt kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an. Cũng xuất hiện ngày càng dài hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng, nhưng một phần trong số đó lại có mùi tin nội bộ về một số lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải ra đi, liên đới ít nhất vụ Phan Văn Anh Vũ và đánh bạc công nghệ cao. Chuỗi sự kiện tiếp nối liên tiếp như thế đang khiến toàn bộ chính trường Việt Nam rúng động. Nhưng mới chỉ là sự rúng động đầu tiên, chứ chưa hẳn là hoảng loạn. Việt Nam mới chỉ ở vào năm đầu tiên của chiến dịch đà hồ diệt ruồi kéo dài 5 năm cho tới nay của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc. Giờ đây người ta có thể tự hỏi rằng, một khi Bộ Công an, một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực mà còn có tướng công an bị bắt và được chỉ đạo công khai cho dư luận theo cách vạch áo cho người xem lưng, thậm chí còn có thể bị Tổng Bí thư Trọng tiến hành thay máu trong thời gian tới, thì chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng còn tiến xa đến đâu với nhiều bộ ngành khác không có quyền lực ghê gớm như Bộ Công an. Đã rõ năm 2018 là một năm gầm rũ cơn bão tố bắt quan chức, đặc biệt là quan chức công an thay cho bắt nhân quyền vào năm 2017. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận có tựa đề Bắt tướng công an, mở màn cho bão tố bắt quan chức, bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng đăng trên báo Người Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới.